Rồi xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với bạn với cái mẫu xe là Future. Thì hôm nay có cái màu xanh nâu đen bánh mông. Mình cập nhật về giá cả trong tháng 7 này ở dòng Future và những cái màu sắc của nó nhé. Rồi mình cùng nhau xem nó một vòng nhé. Rồi ok, đó là cái màu xanh nâu đen. Thì với cái dòng phô này như các bạn biết là nó sẽ có các màu sắc như là màu đỏ đen, màu xanh đen, màu xanh nâu đen bánh mâm, rồi màu đỏ nâu đen, màu trắng nâu đen và màu bạc nâu đen. Đó, có rất là nhiều màu. Thì phô chợ này thì lúc trước nó rất là được khách hàng lựa chọn rất là nhiều các bạn hả. Trong những tháng lại đây thì Honda họ sẽ cho ra mắt cái màu đỏ đen mới này. Đó, đặc biệt là chỉ có bánh câm thôi, nó không có bánh mâm nha. Màu đỏ đen. Đây, để mình quay cho bạn xem. Màu đỏ đen thì màu này nó sẽ có bánh câm và màu xanh đen nữa. Nó chỉ khác cái là màu đỏ cũng y chang như màu đỏ nâu kia thôi, nhưng mà nó sẽ kết hợp vào đó là mặt nạ đen và cái ốp sau màu đen, nhìn cho chiếc xe nó nhìn cứng cáp hơn. Riêng với cái bản này thì nó sẽ không có bánh mâm. Đó. Còn ở con xanh nâu đen này thì trang bị bánh mâm nha. Thì giá cả hiện tại thì con phu này đã giảm rất là nhiều. Cụ thể như là ở phiên bản bánh mâm, chiếc màu xanh này thì nó đang có giá khoảng 35 triệu. Còn cái bánh câm thì nó khoảng 34 triệu 500 ngàn thôi nha các bạn. Ở huyện thì mình đăng ký phí giấy tờ thuế này kia khoảng 800 ngàn tới 1 triệu thôi. Đó, thì thành ra chiếc xe này nó nếu mà đăng ký hoàn thành luôn bánh mâm thì nó khoảng 36 triệu rưỡi, có thể là rẻ hơn nha các bạn. Trong thành trại hết đang có sẵn là màu trắng nè, màu xanh nâu đen, đỏ nâu đen và màu xanh đen, đỏ đen. Rồi đỏ đen là màu này ha, bánh câm bánh mâm đều có đủ. Thì cái màu bánh câm này thì nó khoảng 34 triệu rưỡi thôi bạn. Ở dòng phu này lúc trước cái con bánh mâm này nó gần 37 triệu mà không có xe. Thì bởi vì xe máy mà cái khi mà thị trường mà không có xe mà lượng khách hàng tìm kiếm nó quá nhiều thì cái giá nó sẽ tăng lên. Còn trong thời điểm này như tình hình chung này các bạn cũng biết rồi đó, tất cả các mặt hàng mà không có thiết yếu thì nó đều giảm giá, giống như là ở mặt hàng xe gắn máy này hoặc là những cái mặt hàng như là điện máy này kia đó. Thì nếu như mà có anh em nào mà trước đây có dự định mà mua cái dòng Future nhưng mà do giá cả nó cao quá mình chưa mua được á, thì trong thời điểm này có thể lựa chọn cho mình một cái màu ưng ý nhất và một cái dòng xe này với giá cả hợp lý ha. Bởi vì những cái tháng gần đây mình có thể biết được là cái giá cả Future nó đang giảm rất là nhiều, có xu hướng giảm không chứ không có tăng. Màu sắc thì rất là nhiều màu, bây giờ các bạn có thể lựa chọn cho mình cái màu mà mình thích. Riêng cái màu xanh hay màu đỏ thì các bạn chọn màu nào mà mình để chạy cho nó lâu xuống màu và nhìn thấy nó bền hơn thì cái đó sẽ tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng mà ở đây cái màu đỏ thì các bạn chạy nó sẽ một thời gian nó sẽ dễ xuống màu hơn so với những cái màu xanh hay là màu trắng hoặc là màu bạc ha. Ở những cái màu đó thì mình chạy thấy nó sẽ lâu xuống màu hơn nhưng mà nó sẽ dễ bị dơ hơn. Đấy, như tháng mưa các bạn chạy những cái màu này như là màu trắng nè, màu bạc hay là màu đen ấy, dơ cái là nhìn thấy liền à. Còn những cái màu này thì tương đối là sạch sẽ. Còn với bánh mâm nữa, bánh mâm thì dễ lau chùi hơn. Thì riêng cái con phu này thì về động cơ thì các bạn cứ chạy bình thường thôi, đi kiểm tra định kỳ, thay nhớt đúng định kỳ thì cũng rất là bền, đâu có, nó không có ảnh hưởng gì hết. Có mình thấy những cái bình luận vô chê con Future này cái máy dở, máy kêu này kia. Như các bạn thử so sánh này, mỗi cái dòng xe nó đều có một cái tiếng ồn khác nhau, chứ nó không có xe nào giống xe nào. Rồi với cái đời này nó cũng không có giống cái đời trước. Khi mà họ thiết kế ra thì cái đời xe họ sẽ càng tiên tiến hơn. Cho nên mình đã bỏ tiền ra mua một chiếc xe thì mình nên nhớ là mình sẽ chọn nó và mình sẽ chăm sóc nó, mình chạy nó, mình cảm nhận nó, chứ mình không có lên mà nghe ai nói xe này dở hay là xe này như thế nào đó. Mình nghe thì mình đã giống như là mình mắc sai lầm. Mình nghe họ thì lúc nào họ cũng chê xe mình hết. Riêng với mình cái dòng phu này chạy nó cực kỳ bền, nếu các bạn chạy đúng quy cách và bảo dưỡng đúng quy cách
thì nhìn nó rất là chạy rất là bền. Về mẫu mã thì sẽ tùy theo mỗi người thôi, nhưng nếu bạn thích thì bạn mua, còn bạn không thích bạn có thể chọn những cái dòng xe khác, tại vì cái những dòng xe khác nó có rất là nhiều mẫu cho chúng ta lựa chọn. Còn về động cơ thì mỗi xe nó sẽ có một cái động cơ khác nhau và những cái tiếng ồn khác nhau, cho nên chúng ta chỉ cần một điều duy nhất là nên bảo dưỡng đúng định kỳ, sử dụng đúng đúng cách thì nó sẽ tốt thôi đó. Tại vì cái số tiền mình bỏ ra mà mình phải lựa chọn cho một cái xe thật kỹ chứ. Rồi thì về phu này thì cũng được đánh giá nhiều rồi, mình cũng không có nói thêm gì hết. Hôm nay chỉ chủ yếu là báo giá cho bạn dòng phu này trong tháng 7. Thì mình xin nhắc lại là về bánh căm thì nó đang có giá khoảng 34,5 triệu. Còn về bánh mâm nó khoảng 35 triệu ha. Rồi nếu như các bạn nào thấy thích và muốn mua cái dòng phu này thì có thể đến hết Honda Thành Hiếu, địa chỉ là 320 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh. Hoặc là địa chỉ 2 là khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, kế bên điện máy xanh á. Thì xe đang có đầy đủ các màu sắc luôn và giá cực kỳ ưu đãi dành cho mọi người. Rồi thì clip mình cũng kết thúc tại đây và hẹn các bạn lại clip gần nhất nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video.